Xin kính chào quý bà con. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 7 năm 2022, chuyên mục giá cả thị trường nông sản hôm nay của kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá bưởi các loại cho quý bà con tham khảo. Giá bưởi hôm nay đi ngang nhà quý bà con. Giá và hiện tại kênh cung cấp cho quý bà con thời điểm này chỉ mang tính tham khảo nha. Giá được anh em thương lái mua tại vườn nha quý bà con. Giá hôm nay cụ thể như sau. Các tỉnh miền Tây, bưởi da xanh loại 1 hàng đẹp lựa 27.000 đến 30.000 đồng mỗi kg, bưởi da xanh loại 2 18.000 đến 20.000 đồng mỗi kg, bưởi da xanh loại 3 8.000 đến 9.000 đồng mỗi kg, bưởi da xanh mua xô 20.000 đến 23.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh miền Đông, bưởi da xanh loại 1 hàng đẹp lựa 26.000 đến 28.000 đồng mỗi kg, bưởi da xanh loại 2 14.000 đến 16.000 đồng mỗi kg, bưởi da xanh loại 3, 6.000 đến 7.000 đồng mỗi kg, bưởi da xanh vô xô, 17.000 đến 18.000 đồng mỗi kg. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá bưởi, giá chanh, giá hạnh cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá bưởi, giá chanh, giá hạnh trên còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá rau củ thực phẩm, giá trái cây các loại, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.